Vì hôm nay mình làm mứt dừa quá vậy ơi. Mình có đâu một 90 trái dừa đó. Mà mình lấy nước ra rồi mình giờ mình nạo mình lấy cái cơm nó ra. Cơm nó cũng già đó. Cái mình nạo mấy cái cho lấy dòng trắng không nha, rửa sạch sẽ. Mình ngâm bây giờ mình xắt ra mỏng miếng nè, mình ngâm với nước chanh cho nó trắng. Rồi hơi cái mình ngào đường cái mình ấy mình đem phơi đây. Sắc sắc miếng như giống như mình ăn mứt dừa đó, miếng mứt dừa nó quéo quéo lại mà mốt thấy là nó quéo lại đó, mình làm ra nó quéo lại ăn dịp Tết rồi đó, mình thưởng thức mấy cái này cũng ok hết. Đây sau khi mình sắt xong rồi mình nằm chanh hồi cái mình bật Rửa lên cho nhiều nó lắm. rửa cho nó sạch với gì rồi bật lên cho nó luộc cho nó Da tiện nó với chắc chất dầu nữa. dầu vi khuẩn gì đó cho Để nó xíu giấm vô nữa cho nó chắc. miếng giấm rồi cho nó chắc ăn Lát em luộc rồi rửa lại 2-3 bận nữa. Rồi xong rồi sẽ ướp đường. Đường mấy tiếng đồng hồ cho thấm rồi mới sơn. Ok. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà món mứt dừa. Mình cũng lần đầu tiên làm. Đây mình có chuẩn bị nguyên liệu là dừa tươi. Mình xắt sợi như thế này nè cả nhà. Chắc cỡ 0.5 cm đúng không? Cỡ 5 phân á. Rồi mình rửa sạch nhiều bận, chắc cũng cỡ mười mấy bận á. Mười mấy bận nước rồi xong rồi mình luộc sơ nó trong vòng khoảng 5 đến 7 phút. Mình đổ ra mình rửa với 2 bận nước lạnh nữa. Mình tính ra chắc cũng mười mấy bận nước đó cả nhà. Cho nó cái nước nó không còn đục nữa, nó thiệt là trong luôn. Đây, cái miếng dừa mình sắc sợi sợi như vậy nè. Đó. Mình cân ở đây thì có 800 g cơm dừa, tiếp theo thì mình có 400 g đường. Ví dụ cả nhà làm thì một một ký này thì 500 g đường, phân nửa đường sẽ là phân nửa cái lượng của dừa và có muối, mình sẽ nhận xíu muối. Bây giờ mình đã luộc sơ mình rửa sạch sẽ hết trơn, mình để vô mình ướp nha cả nhà. Mình sắc cũng chưa đều cho lắm. Không được đều cho lắm. Giờ để đường vô luôn. Dặn xíu muối thôi cả nhà ơi. Xong mình trộn cho đều. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này, mình ủ trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ cho nó ra nước nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình sơn. Cái gì ơi, nãy mình ngâm mấy tiếng đồng hồ rồi. Cái sát dừa của mình nó với đường nó chảy nước ra quá trời chảy. Bây giờ mình để trên lò mình nấu luôn cái gì ơi. Nấu cho nó rút lại. Rồi mình trộn tới trộn lui cho đừng cho nó khét. Cái này là giống như là cho nó săn lại đó. Khô luôn cho nó thấy trắng trắng luôn không? Dạ. Thấm vô không? Mình dạ. Nó ăn nó giòn sực sực phải không? Nó thành quả sao biết? Vác sẽ cho quý vị thì xem bật mí cho quý vị xem nha. Ồ, quý vị bắt đầu nó xây xây lại nè, quý vị săn săn lại nè. Bắt đầu nó có con chỉ nè quý vị. Sắp sửa nó gần khô đó quý vị ơi. Lúc này là phải sơ hoài vậy nè, không phải nó đều. Sơ hoài không phải đều. Khét đâu quý vị ơi. Đó. Có chỉ có chỉ. Ăn này cũng công phu dữ lắm á. Nhưng mà gì miếng ăn mình phải làm gì thôi chứ. Nói không ai dám làm luôn.
Giới thiệu không ăn, nói quá người ta sợ không có dám làm. Thì lâu Tết nhất mình làm gì thôi chứ ai mà rảnh rỗi đâu. Làm cái này vừa tốn đường mà vừa tốn công, vừa tốn điện nữa. Mày ăn thì ngon. Ăn vô thôi, mua vô sẵn đi rồi. Bắt đầu nó gáo rồi quý vị ơi. Đó, gáo rồi nè. Mình làm cho nó ấy, cho nó trắng ra, nó khô lên rồi mới đúng cách thành ra nó mới thành công. Giờ đường nó quết thời lại nè, nước nó ra, đường nó quết vô. Bắt đầu nó khô rồi quý vị ơi. Đường nó khô cho thành trắng luôn. Đó. Sợi sợi này nó hơi nó khô, nó quéo rồi. Nó ướt lại. Nhẹ lại. Nhẹ lại. Hồi nãy cái lúc nó ngồi sơn nó ướt, nó nặng tay. Giờ nó nhẹ lại. Ừ. Đây quý vị ơi, cái mứt dừa mình đã phơi một nắng rồi nè quý vị ơi. Bây giờ nó trắng lại nè. Mình vô keo. Mình để ăn từ từ. Đó, này giòn lắm. Đây. Đó. Ăn thử không? Béo, béo giòn, dẻo. Ok.